Thì hôm nay thì cũng như em Hồng cũng vừa mới xuất viện nghe cô chú anh chị ơi, thì để hỏi thăm tình hình sức khỏe của em ha. Thì em hôm bữa là em đi nằm viện mấy ngày vậy Hồng? Một tuần. Đi nằm một tuần luôn ha. Dạ. À, rồi giờ là cũng như là bác sĩ cho xuất viện rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ em thấy trong người khỏe chưa? Khỏe. Bữa nay là thấy cơ thể có sức khỏe hơn rồi đó ha, cũng như là đi lại là thấy ổn định rồi ha. Hôm bữa thì thấy rất là yếu ớt cũng như là đi lại không có được các cô chú anh chị. Ở đây thì cái giấy khám bệnh của em hôm bữa đi đó ha. Và ở đây thì cũng như là bệnh tiêu chảy kéo dài, trào ngược dạ dày, rồi gì bệnh phổi, viêm phổi, ổn bệnh đó, rồi thêm bị đái tháo đường không phụ thuộc insulin nữa cô chú anh chị ơi. Đó thì hôm bữa đó đi bác sĩ cũng hết một tuần, bây giờ em cũng đã xuất viện rồi. Giờ còn uống thuốc tây không em? Còn Là xuất viện về là ta cho là uống cho thuốc uống mấy ngày lận mới hết? 5 ngày. Uống 5 ngày ha. Rồi bữa đó đi nằm nó cũng ăn uống này kia đó là cũng ổn định rồi ha, thấy Dạ. khỏe trong người rồi. Bây giờ về nhà em ăn uống được không? Dạ được. Ngày về ăn được có mấy chén cơm? 5-6 chén. Giờ ăn cũng dữ quá ha, Dạ. cố gắng ăn đi mới có sức khỏe. Bây giờ thì để mình ăn có sức khỏe, có da có thịt trước đã ha. Dạ. Chứ giờ em cũng khá là ốm rồi cô chú anh chị đây. À, chân tay ốm dữ lắm rồi, tại vì em bị bệnh kéo dài đó, bị phổi rồi bị bệnh tiểu đường á, kéo dài nữa. Chính vì thế thì em không ăn uống được. Lúc trước là em bị sao nữa, bị tiêu chảy đó hả, Dạ, tiêu chảy. là cứ ăn vô nhiêu nó ra hết nhiêu hả? Dạ. Ồ, rồi giờ là hết chưa? Đỡ rồi. Giờ là đỡ rồi ha. Dạ. Rồi giờ là cũng có uống sữa không? Nữa em kêu ba mua sữa cho uống đi ha. Dạ. Uống sữa thì nó để nó có sữa tiểu đường đó phải không? Để da thịt nó phát triển lên chút ha. Chứ giờ thấy cơ thể mình ốm yếu quá đó, rồi không có sức. Rồi giờ là đi lại trong nhà này kia là thấy thoải mái rồi phải không? Em đứng lên đi cho cô chú anh chị xem mình sức khỏe của mình cũng khang đó. Đây cô chú anh chị ơi, thì Hồng bữa nay thì cũng rất là khỏe rồi. Thì hôm bữa chung đến thì em không có đi lại được, cũng như anh nằm ở một chỗ suốt à, rất là tội nghiệp. Thì em cũng vừa mới được quý cô chú Mạnh Thường Quân đó cũng giúp đỡ một phần tiền đó, thì em cũng mới đi khám bệnh và điều trị đó. Đến giờ em cũng khỏe rồi ha. Bây giờ thì em thử đi một vòng ở trong nhà đi cho cô chú anh chị xem ha. Đi qua chỗ ba em đi. Giờ đây thì bữa nay Hồng đi lại rất là bình thường rồi đó. Rồi mẹ của em đi Bình Dương lại rồi hả Hồng? Giờ mẹ đi bữa thứ mấy? Bữa thứ 6. Bữa thứ sáu ha. Dạ. Là đi làm tiếp về khi nào, bao lâu mới về nhà lần nữa? Chưa biết. Chưa biết ha. Rồi Tết này có về không? Tết Khmer nè. Chưa biết. Cũng chưa biết ha. Dạ. Rồi mẹ có điện về thường xuyên Có. không? Rồi em gái có Hồng mà đi học rồi hả? Đi học rồi. Thôi thì cũng như bây giờ em cố gắng đi ăn uống ha, với lại uống thuốc thì nó mới mau khỏe được. Đó thì cô chú anh chị ơi, hoàn cảnh gia đình em Hồng, cha thì bị mù lại không thấy đường, mà lại chăm lo cho Hồng để bị bệnh tiểu đường rồi bệnh phổi nữa, rồi thêm nuôi mẹ già, mẹ già thì nằm ở nhà bên kia. Rồi hôm bữa em đi nằm bệnh viện đó là mẹ chồng em hay là ai coi? Vậy là mẹ đem em đi bệnh viện nằm ở đó tới tận xong về mẹ mới lên. Rồi ba có đi trong không? Ba có đi thăm không? Tại vì ba ở nhà cũng như không có thấy đường nữa, cho nên ở nhà coi bà rồi phải không? Rồi giờ bữa nay thấy khỏe gì, thấy trong người có vui không em? Vui. Nay thấy vui ha, thấy mặt cũng tươi tắn hẳn lên rồi ha. Ha. Cố gắng đi thì uống thuốc đều vô, với lại ăn uống nhiều vô để mình có da có thịt trở lại nha. Đó, để có sức khỏe chút mình có thể tiếp cha ở trong nhà, cơm nước này kia cũng được ha. Đó.
Kính thưa quý vị, bà con cô bác đã trở lại vlog Thắng Miền Tây. Hôm nay Thắng Miền Tây tiếp tục lại thăm anh Bình và có hỗ trợ của cô Siêu ở bên Mỹ, cũng có hỗ trợ cho anh là 50 đô. Và cô một cô nữa thì cho gạo, thì cô đó cô có cô Thanh Hiền thì cũng hỗ trợ một khúc gạo với nhu yếu phẩm gồm 300.000. Còn tiền thì cô Siêu, cô Siêu bên Mỹ cũng hỗ trợ 50 đô, đổi ra cũng được 1 triệu mấy để hồi mình trao cho anh luôn. Thì vô hỏi thăm hoàn cảnh anh như thế nào. Đây thì đây anh, nhà anh đây. Thì do vợ anh cũng đi làm rồi quý vị đó, anh mù mà nuôi tới 3 người con đó. 2 người con, người con bị bệnh, người con đang đi học lớp 1 và một bà già đó. Anh đang làm đồ ăn hay gì nè, anh đi đâu à anh Bình ơi? Đây đồ ăn gần chín hay gì nè anh Bình ơi, cá lóc hấp bắp cải gì nè quý vị đó. Ảnh mò mò vậy mà ảnh làm mà nè, tắt được rồi anh Bình. Đây đây anh Bình nè đó, ảnh không có thấy đường luôn quý vị, ảnh quen cái đường á, thuộc đường đó đó. Rồi anh làm vậy sao mà anh biết đồ ăn chín anh Bình? Chín biết, hấp cho lâu chút. Dạ. Chín. Vậy là anh đang nấu cơm để cho đứa con ăn với bà già ăn ha. Dạ. Dạ, rồi vợ anh đâu anh Bình? Dạ mới lên đi bữa nay, nó 2 bữa rồi. Dạ. Rồi đem đứa con đi khám, ta bác sĩ nói sao anh Bình? Nghe nói là cái phổi nó hơi ổn này. Dạ, bữa hổm là đem đi có nằm bệnh viện không? Có nằm hết gần tầng. Dạ, rồi là người ta nói là mấy chứng bệnh lận anh Bình? Là 3 chứng bệnh. Dạ. 2 chứng, 3 chứng. Dạ. Nó mệt rồi, nó bị phổi với tiểu đường. Rồi chị mới đi đây lâu chưa anh Bình? Đi 2 ngày. Vậy là chị cũng về cũng hơn tầng ha. Dạ. Để sắp xếp để lo cho con đi bệnh viện đặng khám đó quý vị, với bà già nè. Bây giờ anh Bình cũng đang làm đồ ăn. Đó, chín rồi đó, rất ngon luôn, thơm luôn đó. Rồi con nhỏ gái út của anh đâu? Đi học rồi. Đi học ha. Dạ. Cũng thủ tục cũng làm xong hết ha, cho nó vô học ha anh. Làm xong hết rồi. Dạ. Đây. Đó, ảnh chỉ có không thấy đường vậy đó mà nuôi bà già bệnh, rồi thêm đứa con bệnh nữa, rồi đứa nhỏ đi học nữa đâu vậy đó, thấy đứt ruột không. Thì mình cũng có chia sẻ nhiều lần rồi, như con mắt của anh vậy đó. Anh có từng đi trị chưa ông anh Bình? Lâu rồi không đi trị lại. Dạ, vậy là hồi đó là mình đi khám là con mắt của anh người ta nói sao? Bị dính nước mà dùng nước á. Dạ, rồi không có trị để lâu ngày là bác sĩ nói mắt này không làm gì được hết. Dạ, thì bây giờ anh còn thấy đường chút đỉnh hả? Không thấy luôn. Là anh không thấy luôn. Dạ. Vậy là bà già cũng anh chăm sóc luôn. Dạ, chăm sóc luôn. Là rồi giặt giũ gì là đứa vũ con luôn. Con nhầm khi mình thấy đuối quá thì nhỏ dùng tiếp giặt. Dạ. Đi lo cho nó, lo cơm nước xong rồi lo cho bà già. Rồi giặt đồ nữa. Dạ. Nào hơi mệt bà thì cho con nhỏ gái út tiếp giặt mới vậy á. Dạ. Bây giờ nó đi học chỉ chừng nào mới về anh Bình? 11 giờ. Có ai đưa rước không hay là nó về tự về ơi? Kêu ta dùm đưa rồi tháng cho tiền ra đó. Dạ. Tiền xăng. Cũng như là trả tiền tháng để tới tháng đưa rước vậy đó ha. Dạ. Dạ. Con ta đi xe máy đưa không, con đạp xe đạp thì thấy từ nghiệp con. Dạ. Để qua để em qua để hỏi thăm bà chút qua. Dạ. Đây thì bà nằm bên nhà bên này. Đi đường trước. Bà nằm bên nhà bên này á quý vị. Để mình qua cho cô chú rồi xem nhé. Đây. Bà chào bà. Bà ăn cơm sáng chưa bà? Đây còn cái chén không ha. Chén không với đồ ăn ta mới cho. Cái này đồ ta cho bà không đó ha, trong người hàng xóm cho cái gì cho bà không ha.
mới cho. Dạ. Chưa có ăn được. Dạ. Ta mới cho bà ăn hả? À. À, cho bà trong mình thấy mệt hoài ha. Mệt hoài, không có khỏe. Dạ, rồi con dâu bà mới đi nữa ha. Dâu mới đi, dâu nó lại lâu quá, sao người ta đuổi không cho làm. Dạ, về lâu quá sợ người ta đuổi đó quý vị, xin làm công ty mà xin về được tuần mà ở hơn một tuần đó. Ừ. Để về đây thăm anh Bình và bà ngoại nè với đứa con bị bệnh đó. Ừ. Đó, sợ nghỉ lâu quá người ta đuổi việc luôn, thành ra chị đi. Đó. Nếu mà chị không có mặt nữa thì không có ai trang trải trong cuộc sống hàng ngày của anh Bình và bác nè, với đứa nhỏ bị bệnh nữa. Đó. Khổ trăm bề luôn quý vị, cái này là mình thấy mình muốn rơi nước mắt luôn, cái hoàn cảnh gì mà khổ quá trời. Cái lợi nó mua cái tấm cao su nó lại che cho. Dạ, cũng ở trên đó cũng thủng rồi đó bà. Thủng hết trơn rồi. Đó. Rồi dâu nó lại nó mua cao su nó che. Dạ, dâu cũng tốt bụng quá hả bà. Kiếm đâu này đâu. Dạ. Cái này cũng được con dâu vậy là cũng mình có làm phước ba đời mới được ha bà. Dạ. Con tôi nó làm phước ba kiếp chưa được vợ này. Dạ. Rồi với anh Bình mù nữa, gặp người khác người ta cũng không có ở chung thủy với mình đâu. Cái này không, chị cũng gắng đi làm để kiếm tiền về nuôi gia đình ha. À. Dạ. Bà năm nay cũng tám mấy ha. Bà tám mấy, bà cũng mệt hoài quý vị, thì cơm hàng ngày vậy thì anh Bình làm kịp thì cho bà ăn, không làm không kịp thì trong hàng xóm thì người ta cho. Dạ, ta cho. Không được, nó hút cái khúc đai sẵn, nó giặt đồ cho tôi. Dạ. Đó, thấy tôi nghĩ không quý vị, thì mỗi hoàn cảnh thì có mỗi cái đau thương khác nhau. Đó, thì mình được như vậy là mình cũng rất quý rồi quý vị ơi. Còn hơi thở ngày nào thì mình có giúp ai được thì mình giúp thôi. Để làm phước đi, tích đức đi quý vị. Chứ đừng có hơn thua nhau làm gì. Lời ăn tiếng nói và miệng đời con người ta bây giờ sao nó ngộ lắm hả bà. Đó. Tôi nghiệp nhỏ này nó cho ăn hoài. Nó thấy ông Bình làm không kịp á. Dạ. Chẳng sáng giặt đồ, rồi đổ khích đãi rồi. Đập một kịp, nó thấy tụi nghiệp. Dạ, có bịch thuốc bà để trên đầu làm cái nhóc kìa. Đó. Dạ, một bịch luôn quý vị. Đó. Thôi bà nghỉ khỏe nha, con qua để thăm hỏi thăm anh Bình một tí. Dạ, dạ. Thì hôm nay lại tới đây Thắng miền Tây cũng có gia đình của chị Thanh Hiền ở Mỹ cũng hỗ trợ là 10 kg gạo và nhu yếu phẩm gồm nước mắm, bột ngọt với nước cá mồi nè quý vị. Còn số tiền 50 đô của cô Siêu ở bên Mỹ cũng có hỗ trợ cho anh. Đó là 50 đô để đổi ra thì được đây, mới đổi ra đây. 1.160.000. 1.160.000, đó là 50 đô của chị cô Siêu bên Mỹ, đó cũng hỗ trợ cho gia đình mình. Thì cưng, bây giờ trao cho cưng nè, cưng thấy đường sáng nè. Cưng đếm lại đi để cho cô chú rồi biết rõ, đó là 1.160.000, đó, 50 đô Mỹ đổi ra đó. Rồi, đủ rồi quý vị, thì hôm nay Thắng miền Tây cũng thay mặt anh Bình và em này thì cũng cảm ơn hai hộ gia đình, đó là cô Siêu và gia đình cô Thanh Hiền rất nhiều để có một phần quà rất đầy ý nghĩa này. Thì hôm nay Thắng miền Tây cũng thay mặt anh Bình thì cảm ơn cô rất nhiều luôn. Chào, cảm ơn. Thì một lần nữa thì em có lời gì cảm ơn tới hai hộ gia đình đó không ạ? Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân. À, rồi anh Bình cảm ơn cho hai hộ gia đình đã giúp đỡ và đi. Dạ, anh Bình tôi xin cảm ơn anh chị ở gần xa bên Mỹ đã giúp đỡ tôi rất là mừng. Dạ, cảm ơn hai anh luôn. Dạ. Rồi anh Bình thấy sức khỏe con của anh sao rồi anh Bình? Hỏi nó cũng nó đỡ đỡ vậy. Dạ.
thấy bữa nay là mặt mày hồng hào với lại đi lại cũng tốt rồi đó hăng. Dạ. Dạ thấy cũng khỏe cũng ổn rồi, thôi anh cũng cố gắng nấu thuốc hàng ngày ha. Thôi anh cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Thì một lần nữa thì Vlog Thắng miền Tây xin tạm dừng video ở đây. Chúc cô chú anh chị em nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, luôn luôn được như ước nguyện khi làm ăn cái gì cũng mười phương chư Phật độ. Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.